Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy nói ông Trump mạnh hơn so với cuộc bầu cử năm 2016, nhưng không chắc ông có phải ứng viên mạnh nhất Đảng Cộng hòa hay không. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thừa nhận ông Trump mạnh hơn năm 2016. Tòa án New York quyết định số phận ông Trump và con gái. Kế hoạch tranh cử 2024 của ông Biden. Cuộc đua ở Đảng Dân chủ xuất hiện đối thủ nặng ký với ông Biden. Nhiệt căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết, truyền thông Mỹ đang cố chia rẽ cựu tổng thống Donald Trump khỏi các thành viên Đảng Cộng hòa, nhưng nhiều cuộc thăm dò chỉ ra ông có khả năng đại diện đảng này tham gia tranh cử năm 2024. Cuộc thăm dò của Morning Consult được công bố cùng ngày cho thấy, ông Trump đang dẫn đầu với 44% ủng hộ trong một cuộc bầu cử giả định, còn tổng thống Joe Biden là 41%. Theo sau ông Biden là thống đốc Florida Ron DeSantis, người thường về nhì trong các cuộc thăm dò vòng bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa. Chỉ cần nhìn vào những chỉ số đó, ta có thể thấy ông Trump bây giờ đã mạnh hơn thời năm 2016, chủ tịch Hạ viện Mỹ nói. Tuyên bố được McCarthy đưa ra sau khi ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông hoài nghi việc ông Trump là sự lựa chọn tốt nhất của Đảng Cộng hòa. Tôi không biết ông Trump có phải người mạnh nhất Đảng Cộng Hòa hay không, nhưng tôi cho rằng bất cứ ứng viên nào cũng có thể đánh bại Biden. Ông McCarthy nói thêm rằng các chính sách thời Trump tốt hơn chính quyền Biden. Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon, đồng minh của ông Trump chỉ trích phát biểu của Chủ tịch Hạ Viện, cáo buộc ông đang ám chỉ cựu Tổng thống Mỹ không tốt khi chỉ khen chính sách thay vì khen cả ông Trump. Chủ tịch Hạ Viện Mỹ chưa bày tỏ ủng hộ với bất kỳ ứng viên nào của Đảng Cộng Hòa. McCarthy vẫn giữ quan hệ tốt với Trump từ khi cựu tổng thống rời nhiệm sở vào năm 2021. Ngoài cựu tổng thống Trump, Đảng Cộng hòa đang có nhiều ứng viên tiềm năng như thống đốc Florida, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley, cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson và cựu phó tổng thống Mike Pence. Số lượng ứng viên nhiều có thể khiến cho cuộc đua của Đảng Cộng hòa trở nên khốc liệt hơn. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều thành viên trong gia đình sẽ phải đối diện với các cáo buộc gian lận dân sự ở New York. Tòa phúc thẩm ở Manhattan, New York đã bác bỏ đề nghị của ông Donald Trump nhằm chấm dứt vụ kiện dân sự được Tổng trưởng lý bang New York đệ trình vào hồi tháng 9 năm ngoái. Cáo buộc cho rằng ông Trump đã gian lận trong việc kê khai giá trị tài sản từ năm 2011 đến năm 2021, bao gồm biệt thự mar a lago ở bang Florida, căn hộ tầng thượng ở tháp Trump, New York, cũng như giá trị tài sản dòng của chính ông nhằm có được các điều khoản có lợi từ bên cho vay và các công ty bảo hiểm. Vụ kiện nhằm tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại ít nhất 250 triệu USD từ ông Trump, hai con trai ông là Donald Trump Jr. và Eric Trump, tập đoàn Trump Organization và một số người liên quan khác. Ngoài ra còn nhằm ngăn cản gia đình Trump điều hành các doanh nghiệp ở New York trong một quyết định được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu áp đảo 5-0. Bộ phận phúc thẩm Manhattan cho biết luật tiểu bang trao quyền cho bà James tiến hành các cuộc điều tra kéo dài và phức tạp nhắm đến ông Trump và những người nói trên. Tuy nhiên, quyết định cũng bác bỏ các cáo buộc nhắm vào bà Ivanka Trump, con gái lớn của ông Donald Trump. Lý do là các cáo buộc được đưa ra quá muộn khi bà Ivanka không còn làm việc cho Trump Organization, theo thời hiệu khiếu nại. Với kế hoạch Bidenomics, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như muốn đặt cược vào phương diện kinh tế để giúp ông tái đắc cử trong năm tới chiến lược tranh cử năm 2024 của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden có tên là Biden Nomic. Hãng tin AFP dẫn thông báo từ Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Olivia Danton. Với Biden Nomic, chủ nhân Nhà Trắng dường như muốn đặt cược vào phương diện kinh tế để giúp ông tái đắc cử vào năm tới. Với nền kinh tế bị đại dịch COVID-19 tàn phá, lạm phát kéo dài, khó khăn trong chuỗi cung ứng bùa vây, ông Biden đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục người Mỹ rằng ông đang làm rất tốt. Tham dò hồi tháng 5 của đài ABC News và tờ Washington Post cho thấy, với câu hỏi ai quản lý nền kinh tế tốt hơn, cựu Tổng thống Donald Trump hiện là ứng viên hàng đầu trong Đảng Cộng Hòa và có khả năng là đối thủ tái đấu ông Biden vào năm 2024, dẫn trước đường kim Tổng thống tới 18%. Nhà Trắng cho biết Biden -nomic sẽ giúp vị Tổng thống đương nhiệm lật ngược thế cờ. Ông Biden sẽ giới thiệu kế hoạch này trước cử tri trong bài phát biểu ở Chicago vào ngày 28 tháng 6 theo giờ Mỹ. Theo một số chi tiết kế hoạch Bidenomics mà AFP thu thập được, ông Biden sẽ kéo dài các chương trình chi tiêu khổng lồ của chính phủ, vốn được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Điều này sẽ giúp tái xây dựng năng lực sản xuất của Mỹ và hỗ trợ người dân ở tầng lớp trung lưu. Bà Danton cho biết, ông Biden tin rằng nền kinh tế sẽ phát triển khi chúng ta phát triển tầng lớp trung lưu. Theo AFP, nếu hiệu quả, kế hoạch này sẽ không chỉ mang lại ý nghĩa kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chính trị khi giúp phe dân chủ giành chiến thắng ở các bang giao động. Hiện phần đông nội bộ Đảng Dân Chủ vẫn ủng hộ ông Biden chạy đua Tổng thống năm 2024, nhưng dường như đường đua đã xuất hiện đối thủ nặng ký. Chưa rộn ràng như bên Đảng Cộng Hòa, nhưng cuộc đua giành suất đại diện tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 bên Đảng Dân Chủ cũng đã dần sôi động. Theo tờ USA Today, tính đến thời điểm này, bên phía Đảng Dân Chủ đã có 3 nhân vật thông báo tranh cử. Đường kim Tổng thống Joe Biden 80 tuổi, luật sư Robert Kennedy 69 tuổi và nữ tác giả Marani Williamson 70 tuổi. So với mặt bằng chung của các ứng viên bên đảng Dân Chủ thì ông Biden với tư cách tổng thống đương nhiệm có lợi thế hơn. Ông Biden là chính trị gia kỳ cựu, có 36 năm làm thượng nghị sĩ trước khi làm phó tổng thống trong 8 năm, giàu kinh nghiệm hơn hẳn các ứng viên còn lại. Nhìn chung, hiện phần đông nội bộ đảng Dân Chủ vẫn thích ủng hộ ông Biden. Theo giới phân tích, Nội bộ Đảng Dân chủ tiếp tục đoàn kết ủng hộ ông Biden, một phần do đảng này đã đạt được thành tích tốt hơn dự kiến trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ông Kennedy đang nổi lên là một đối thủ nặng ký. Nhân vật này thuộc dòng họ quyền lực trong nền chính trị dân chủ, là con trai của cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert F Kennedy, bị ám sát trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1968, là cháu gọi cựu tổng thống John F Kennedy bị ám sát năm 1963 bằng bác nền tảng gia đình là một lợi thế của ông Kennedy. Theo các nhà phân tích, tỷ lệ ủng hộ tương đối cao của ông Kennedy nhận được 16% cử tri Đảng Dân Chủ theo mức trung bình mới nhất từ trang web thăm dò Real Clear Politics. Một phần nhiều tên tuổi nổi tiếng của ông, cùng với sự đưa tin tích cực từ các phương tiện truyền thông bảo thủ. Khảo sát của đài CNN cho thấy, một tỷ lệ lớn người ủng hộ ông Kennedy cho biết lý do ủng hộ là vì danh tiếng của gia đình ông. Trong khi đó, ông Biden đối mặt với một loạt thách thức lớn trong đó có tuổi tác. Ông Biden hiện đã 80 tuổi, là tổng thống lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Đầu tháng này, ông Biden vấp phải bao cát và khuỵu gối trên sân khấu tại lễ tốt nghiệp học viện Không quân Mỹ ở Colorado. Cú vấp ngã của ông Biden không chỉ thúc đẩy sự tấn công công khai từ phía Đảng Cộng hòa mà cả làn sóng phản đối trong nội bộ Đảng Dân chủ vốn đã lo lắng về khả năng của ông Biden, tuổi đã cao, lại tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa sẽ kết thúc vào năm 2028 khi ông 86 tuổi. Theo cuộc thăm dò của CNN, thời điểm này ông Kennedy vẫn thua tổng thống đương nhiệm về tỷ lệ ủng hộ. Ông Biden vẫn dẫn đầu cuộc đua bên Đảng Dân chủ, nhận được 62% sự ủng hộ, 20% ủng hộ ông Kennedy và 8% ủng hộ tác giả Marjorie Williamson. 8% khác nói rằng họ sẽ hỗ trợ một người khác giấu tên. Tuy nhiên, nhiều dự đoán rằng ông Biden có thể thất bại trước ông Kennedy trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở cả New Hampshire và Iowa chuyên gia phân tích Kelly Condick tại Trung tâm Chính trị Phi đảng phái thuộc Đại học Virginia Mỹ về các thách thức không chỉ đối với bản thân ông Biden mà đối với cả Đảng Dân chủ. Bất lợi đối với ông Biden là một cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số cử tri của Đảng Dân chủ muốn có một ứng viên khác thay thế ông Biden đại diện đảng này chạy đua với ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Đang có sự lo lắng trong nội bộ Đảng Dân chủ rằng phần lớn cử tri sẽ không nhiệt tình với nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của vị tổng thống 80 tuổi này. Giới phân tích cho rằng, tỷ lệ ủng hộ ông Kennedy, một phần phản ánh việc các cử tri Đảng Dân chủ đang tìm kiếm một giải pháp thay thế ông Biden. Ông Biden đang phải đối mặt với sự sụt giảm ủng hộ từ người dân. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm trong 6 tháng qua, từ 42% vào tháng 12 năm ngoái xuống còn 35% hiện nay. Tỷ lệ ủng hộ với việc ông Biden đảm nhận chức vụ tổng thống là 40%, thuộc hàng thấp nhất đối với một tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên. Chỉ 1 phần 3 người Mỹ chiếm 33% nói rằng chiến thắng của ông Biden vào năm 2024 sẽ là một bước tiến hoặc một chiến thắng cho đất nước. Thuyết phục người dân nói chung rằng mình xứng đáng có một nhiệm kỳ thứ hai có thể là một thách thức đối với ông Biden thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại